Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Ở tiết học vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua vùng kinh tế thứ năm đó là vùng Tây Nguyên và ở vùng Tây Nguyên chúng ta cũng đã tìm hiểu qua hai cái nội dung đó là nội dung về vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. Nội dung thứ hai đó là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung kế tiếp đó là tình hình phát triển kinh tế của vùng Tây Nguyên qua bài 29 à, khi nói đến hoạt động kinh tế thường là chúng ta sẽ tìm hiểu qua ba hoạt động kinh tế hoạt động kinh tế thứ nhất đó là về nông nghiệp à, nói đến nông nghiệp thì chúng ta thường hay nói đến cây trồng và vật nuôi về cây trồng thì chúng ta có ba nhóm cây trồng chính đó là nhóm cây lương thực cây công nghiệp và cây ăn quả vậy thì ở vùng à, tây nguyên chúng ta sẽ dựa vào cái lược đồ hình 29.2 hai. À để chúng ta xác định xem vùng tây nguyên à, trồng những loại cây trồng gì và những cái loại cây trồng này à, phân bố ở đâu đầu tiên là chúng ta sẽ xem bảng chú giải bên dưới này nè à, chúng ta thấy ở vùng tây nguyên à, có trồng một số loại cây trồng tiêu biểu đó chính là cà phê à, cây thứ hai đó là cây cao su và cây thứ ba đó là cây chè. à, ba loại cây trồng này thuộc nhóm cây công nghiệp Đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm, à, thuộc nhóm cây công nghiệp lâu năm. Vậy thì cà phê ở Tây Nguyên à, được trồng nhiều ở những cái tỉnh nào? Để chúng ta quan sát lượt đồ nè. À, chúng ta thấy đây là tỉnh Công Tâm. À, công Tâm có trồng cà phê. Kế đến à, cái tỉnh thứ hai đó là tỉnh Gia Lai. À, tỉnh Gia Lai, à, đặc biệt là ở Pleiku nè. Chúng ta thấy có rất nhiều à, cây... À, cà phê được trồng nơi đây và cái tỉnh thứ ba đó chính là tỉnh đắk lắc à, tỉnh đắk lắc là một trong những tỉnh trồng nhiều cà phê ở tây nguyên và tỉnh thứ tư đó là tỉnh đắk nông à, tây nguyên có năm tỉnh thì ở vùng này có hết bốn tỉnh là trồng cà phê và tỉnh trồng cà phê nhiều nhất trong vùng đó là tỉnh đắk lắc cây công nghiệp thứ hai đó là cây cao su cây cao su được trồng ở công tâm đắk lắc đắk nông và lâm đồng kế đến đó là cây chè cây chè được trồng ở tỉnh gia lai và tỉnh lâm đồng và cô nhắc lại ba, nhóm, ba loại cây trồng này thuộc nhóm cây công nghiệp Kế đến chúng ta sẽ quan sát một cái biểu đồ, Ở đây là biểu đồ về diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước tính theo đơn vị là phần trăm, cả nước là 100%. Dựa vào cái hình 29.1 này, tức là cái biểu đồ hãy nhận xét về cái tỷ lệ diện tích và sản lượng cà phê của vùng Tây Nguyên so với cả nước và giải thích vì sao cây cà phê được trồng nhiều ở vùng này đầu tiên là chúng ta nhìn kỹ cột diện tích trước nè năm 1995 tây nguyên có diện tích trồng cà phê đạt 79% nè đến năm 1998 đạt 79,3% và năm 2001 đạt 85,1% À, như vậy thì chúng ta thấy số liệu về diện tích trồng cây à, cà phê ở Tây Nguyên là tăng liên tục qua các năm à, kế đến về sản lượng à, chúng ta thấy sản lượng à, của cây cà phê vùng Tây Nguyên năm 1995 là đạt 85,7% à, năm 1998 là 88,9% và đến năm 2001 là 90,6%. Như vậy từ năm 95 đến năm 2001 thì chúng ta thấy sản lượng cà phê của Tây Nguyên cũng tăng liên tục qua các năm. Và nếu nhìn tổng thể thì chúng ta thấy phần lớn diện tích và sản lượng cà phê của nước ta là tập trung ở vùng Tây Nguyên. À như vậy cô nhắc lại là diện tích và sản lượng cà phê của vùng Tây Nguyên được xem là lớn nhất ở nước ta và vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này chúng ta phải nói đến đất nơi đây đất ở tây nguyên đó là đất ba giang rất là màu mỡ và có một cái diện tích rất rộng chiếm đến 66% diện tích đất ba giang của cả nước thêm vào đó là khí hậu của cao nguyên là một khí hậu mà có cái mùa mưa một mùa mưa và một mùa khô nên nó rất thuận lợi cho gieo trồng thu hoạch cũng như là chế biến và bảo quản à, cà phê À, bên cạnh đó cà phê là một loại thức uống à, được rất nhiều à, người trong cả nước ưa chuộng cũng như là trên thế giới nên thị trường à, tiêu thụ cây à, các sản phẩm cà phê này à, rất là rộng lớn à, như vậy à, cô nhắc lại là ở tây nguyên à, cái cây trồng phổ biến nơi đây là cây công nghiệp lâu năm. À, ngoài ra thì vùng còn có trồng thêm cây công nghiệp hàng năm, à, cây lương thực, à, cũng như là hoa màu à, và cũng có chăn nuôi à, các gia súc lớn như là trâu bò. Thế nhưng mà nổi trội nhất trong các hoạt động nông nghiệp của vùng à, đó chính là trồng cây công nghiệp. À, kế đến chúng ta sẽ theo dõi một số những cái hình ảnh về các cái loại cây công nghiệp được trồng nhiều trong vùng đó là cây cà phê, cây cao su, cây chè, cây điều và bên cạnh đó chúng ta còn thấy thêm có một số loài cây được trồng ở đây nữa đó là cây công nghiệp hồ tiêu và ca cao ở ngoài cái thế mạnh về cây công nghiệp nhiệt đới ra thì tây nguyên còn có thế mạnh gì nữa trong sản xuất nông nghiệp mời các em quan sát một số những cái hình ảnh sau đây à, chúng ta thấy những cái bức tranh à, bên dưới này à, đó là các à, loại hoa à, mà đặc biệt đó là những cái loại hoa của vùng ôn đới à, và bên cạnh đó chúng ta cũng thấy các loại rau quả của vùng ôn đới à, và à, như vậy tây nguyên ngoài cây công nghiệp nhiệt đới ra thì còn trồng rất nhiều những cái loại rau quả à, của vùng ôn đới mà đặc biệt đó là đà lạt à, thuộc tỉnh lâm đồng vậy à, vì sao đà lạt lại có thế mạnh về trồng hoa cũng như là rau quả ôn đới chúng ta biết là Đà Lạt là một cái vùng cao nguyên với cái độ cao trung bình là trên 1.000m mà ở những nơi mà địa hình đồi núi hay là cao nguyên thì chúng ta biết khí hậu nơi đây thay đổi theo độ cao cứ lên cao 100m thì nhiệt độ giảm đi 0,6 độ C mà lên cao 1.000m thì nhiệt độ sẽ giảm đi 6 độ C và ở Đà Lạt, thành phố Đà Lạt có độ cao trung bình là khoảng 1.000 đến 1.500 mét. Như vậy thì cái thời tiết của Đà Lạt so với thành phố Hồ Chí Minh sẽ mát mẻ hơn và cái nhiệt độ thường thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 9 đến 10 độ C. Và với cái khí hậu mát mẻ như vậy, nó rất giống như khí hậu của cái vùng ôn đới và nó rất thích hợp cho các cái loại cây um, hoa quả của vùng ôn Đới phát triển. À kế đến chúng ta sẽ theo dõi một cái bảng số liệu à, về giá trị sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên à, với đơn vị là nghìn tỷ đồng qua 3 năm năm 1995, năm 2000 và năm 2002. À, dựa vào cái bảng số liệu này, hãy nhận xét về tình hình phát triển nông nghiệp uh, của Tây Nguyên. Đầu tiên là chúng ta xem toàn vùng. À cả vùng tây nguyên nè chúng ta thấy số liệu về giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng tây nguyên năm 1995 là 4,7 nghìn tỷ đồng năm 2000 là 11,5 nghìn tỷ đồng và năm 2002 là 13,5 nghìn tỷ đồng với cái số liệu này thì chúng ta thấy cái tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng còn khiêm tốn tuy nhiên nếu chúng ta tính cái tốc độ tăng của vùng thì chúng ta thấy là năm 1995 nè là 4,7 nghìn tỷ đồng đến năm 2002 là 13,1 nghìn tỷ đồng như vậy thì chúng ta thấy cái tốc độ gia tăng là tăng gấp 2,8 lần à, năm 2002 tăng gấp 2,8 lần so với năm 1995 và nếu như chúng ta nhìn từng tỉnh trong vùng tây nguyên như là công tâm nè thì chúng ta xét năm 1995 và năm 2002 thì năm 2002 số liệu của công tâm à, tăng gấp đôi, tức là tăng gấp 2 lần so với năm 1995. Còn ở Gia Lai thì chúng ta thấy à, năm 2002 mà so với năm 1995 là tăng gấp 3 lần. À, riêng ở Đắk Lắk à, thì chúng ta thấy cái số liệu này tăng khoảng 2,8 lần và Lâm Đồng là à, tăng 2,7 lần nhưng nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là à, mặc dù là cái tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng à, Tây Nguyên còn khá là khiêm tốn. Tuy nhiên à, chúng ta thấy là à, có một cái à, cái cái à, tình hình cái phát triển nông nghiệp của cái vùng này nè là à, có tăng nhưng mà tăng không đều giữa các tỉnh à, và cái tỉnh mà à, có cái giá trị sản xuất nông nghiệp mà tăng cao đó chính là Đắk Lắk và Lâm Đồng. Như vậy tại sao Đắk Lắk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp? Với Đắk Lắk, Đắk Lắk có thế mạnh về diện tích trồng cây công nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt là đất Ba Giang. Đắk Lắk đã phát huy cái thế mạnh sản xuất và xuất khẩu cà phê. Ngoài cà phê ra thì Đắk Lắk còn trồng thêm hồ tiêu và điều với Lâm Đồng thì Lâm Đồng có thế mạnh về sản xuất chè, rau quả ôn đới với quy mô tương đối lớn, cây cà phê cũng được trồng nhiều ở Tây Nguyên và các cây công nghiệp ở hai tỉnh như là cây cà phê, cao su, chè, hồ tiêu là những loại cây mà có giá trị kinh tế cao của vùng. qua nội dung sách giáo khoa hãy trình bày về cái tình hình phát triển ngành sản xuất lâm nghiệp nơi đây à, sản xuất lâm nghiệp của vùng tây nguyên có điều kiện phát triển độ che phủ rừng nơi đây đạt 56,3% vào năm 2007 xu hướng phát triển lâm nghiệp của vùng là kết hợp khai thác rừng tự nhiên với trồng mới khoanh nuôi giao khoáng bảo vệ rừng à, đang trở thành phổ biến của nơi đây trong quá trình phát triển nông nghiệp của vùng tây nguyên à, gặp không ít những cái khó khăn à, và đó chính là những cái khó khăn gì nè đầu tiên là nói đến về khí hậu Ở nơi đây trong năm có hai mùa à, đó là mùa mưa và mùa khô à, mùa mưa à, đặc biệt là trong mùa khô thì vùng à, có cái mùa khô kéo dài thường dẫn đến cái tình trạng là à, hạn hán thiếu nước nghiêm trọng và với cái thời tiết nắng nóng dễ gây ra nạn cháy rừng. À, bên cạnh đó, thì đây là một cái vùng thưa dân nên à, vùng thiếu cái nguồn lao động có chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật nơi đây chưa đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế của vùng. À, và cô nhắc lại đây là vùng à, còn gặp nhiều khó khăn của nước ta. À, Bên cạnh đó, việc chặt phá rừng để làm nương rẫy và trồng cà phê, nạn săn bắt bừa bãi động vật hoang dã có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Không những thế, ở trong vùng Tây Nguyên còn có sự biến động về giá cả nông sản. Đây là một số những cái khó khăn có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của vùng như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua à, cái hoạt động về nông nghiệp của vùng à, sau đây là cái phần nội dung ghi bài của các em ở cái hoạt động nông nghiệp à, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái hoạt động nữa à, trong kinh tế của vùng tây nguyên đó là công nghiệp à, dựa vào cái bảng số liệu sau đây à, đây là bảng giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước năm 1995 đến năm 2000. Chúng ta sẽ cùng nhau tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước. Lấy cột mốc là năm 1995 là 100. Có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ cho cái năm đầu tiên trong bảng số liệu này nè. Là năm 95 nè, cả Tây Nguyên và cả nước là 100%. Vậy thì ở năm 2000 và năm 2002 sẽ có cái số liệu thay đổi như thế nào? Với năm 2000 thì chúng ta sẽ lấy ở Tây Nguyên là 1,9 chúng ta nhân cho 100%. Rồi sau đó chúng ta chia cho cái số liệu của năm 1995 là 1,2 thì chúng ta sẽ có kết quả đó là 158,3%. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính cả nước. Cả nước chúng ta lấy 198,3, chúng ta nhân cho 100 và sau đó chúng ta chia cái số liệu đầu tiên của cả nước năm 1995 là 103,4. Thì chúng ta sẽ ra kết quả là 191,8%. À, kế đến chúng ta sẽ tính tiếp năm 2002 thì Tây Nguyên đạt kết quả là 191,7% và cả nước là 252,5%. À và sau khi chúng ta có cái bảng kết quả về cái tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và của cả nước thì chúng ta dựa vào cái bảng số liệu này để chúng ta nhận xét về cái tình hình phát triển công nghiệp của Tây Nguyên. À, chúng ta thấy à, qua các năm từ năm 1995 đến năm 2002 thì chúng ta thấy cái tốc độ à, giá trị sản xuất công nghiệp của à, tây nguyên là có tăng à, có tăng tuy nhiên nếu chúng ta so với cả nước thì chúng ta thấy số liệu của tây nguyên à, thấp hơn so với cả nước sắp à, thấp hơn so với cả nước như vậy thì à, cái tỷ lệ À, trong cơ cấu GDP của Tây Nguyên là chiếm tỷ lệ thấp, tuy nhiên cũng đang có những cái chuyển biến tích cực. Và cô nhắc lại là giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nguyên vào năm 2002 đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% GDP công nghiệp của cả nước vào năm 2002 cái đến chúng ta sẽ dựa vào cái lược đồ kinh tế của tây nguyên để xác định những cái ngành công nghiệp chính của nơi đây và cho biết các ngành công nghiệp này phân bố ở những cái tỉnh nào trong vùng đầu tiên chúng ta sẽ xem cái bảng chú giải nè trong cái bảng chú giải các cái ngành công nghiệp của tây nguyên được ký hiệu là các cái miền theo màu sắc đầu tiên đó là chúng ta thấy cái màu xanh nè À, màu xanh đó là à, chế biến lâm sản vậy thì ở công tâm chúng ta thấy có chế biến lâm sản này. còn ở à, gia lai à, đặc biệt là thành phố pleiku thì chúng ta thấy vừa có chế biến lâm sản mà vừa có chế biến lương à, thực thực phẩm rồi đến cái thành phố kế tiếp đó là buôn ma thuột thuộc, thuộc đắk Lắk thì chúng ta cũng có thấy hai cái ngành công nghiệp này đó là chế biến lâm sản và chế biến lương thực thực phẩm và cái thành phố kế đến đó là đà lạt cũng có hai ngành công nghiệp này ngoài hai ngành công nghiệp là chế biến à, lâm sản và chế biến lương thực thực phẩm ra thì vùng còn có thêm một cái ngành kinh tế kế tiếp nữa à, đó chính là à, Ngành công nghiệp thủy điện, à, ngành công nghiệp thủy điện à, ở trên sông Sê-san thì có hai cái nhà máy thủy điện đó là nhà máy thủy điện Gia-li và Sê-san nè. À, còn trên sông rê Bóc thì có cái nhà máy thủy điện à, rê Linh và nhà máy à, thủy điện buôn Khốp Đó chính là những cái ngành công nghiệp của vùng Tây Nguyên. À, như vậy nói đến ngành thủy điện thì cái ngành thủy điện nơi đây có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của tây nguyên à, thứ nhất là tạo nên nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của vùng tây nguyên à, đồng thời tăng nguồn à, điện phục vụ cho công nghiệp quá À, thứ hai nữa là các nhà máy thủy điện có vai trò là điều tiết dòng chảy của các hệ thống sông phát nguồn từ à, tây nguyên à, nhằm giảm bớt lũ lụt của vùng à, vào mùa mưa à, kế đến đó là tạo ra à, những cái hồ chứa nước vừa có giá trị về thủy điện vừa có giá trị về thủy lợi à, phát triển du lịch và à, bảo vệ à, môi trường sinh thái như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua sơ nét về cái hoạt động kinh tế thứ hai của vùng đó là hoạt động công nghiệp đây là phần nội dung ghi bài của các em và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái hoạt động kinh tế thứ ba đó là ngành dịch vụ nói về dịch vụ thì tây nguyên có khả năng phát triển những cái ngành dịch vụ nào và giải thích tại sao như khi nãy cô nói trong các cái hoạt động về nông nghiệp công nghiệp thì chúng ta thấy cái hoạt động nông nghiệp nơi đây là phát triển rất là mạnh đặc biệt đó là các cái à, à, sản phẩm về à, cây công nghiệp nhiệt đới như là cà phê cao su à, hầu tiêu điều à, đây là những cái nguồn nguyên liệu à, có giá trị xuất khẩu cao à, như vậy thì cái hoạt động kinh tế à, dịch vụ phát triển nơi đây chính là xuất khẩu nông sản và tây nguyên là vùng được xem là vùng có nguồn xuất khẩu nông sản đứng thứ hai ở nước ta sau đồng bằng sông cửu long cà phê được xem là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tây nguyên nhờ đó mà nước ta là một trong những số nước xuất khẩu nhiều cà phê nhất trên thế giới bên cạnh đó thì du lịch sinh thái và du lịch văn hóa cũng có điều kiện phát triển thuận lợi nổi bộ, nổi trội nhất đó là thành phố Đà Lạt à, diện mạo kinh tế xã hội của Tây Nguyên cũng sẽ thay đổi sâu sắc nhờ việc xây dựng nên các cái nhà máy thủy điện hay là các nhà máy khai thác khoáng sản đặc biệt là xích và xây dựng nên các cái con đường giao thông, tiêu biểu là xây dựng đường Hồ Chí Minh và đồng thời nâng cấp cái mạng lưới về giao thông vận tải để nối liền các cái thành phố lớn của vùng duyên hải Nam Trung Bộ với lại Tây Nguyên cũng như là Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Nói đến um, du lịch thì ở Tây Nguyên có cái nguồn tài nguyên du lịch rất là phong phú. Đầu tiên là nói về nguồn du lịch tự nhiên. trong vùng có những cái thắng cảnh đẹp như là Hồ Xuân Hương, Hồ Lắc hay là Thác Gia Ly, Thác Ren, Thác Đa Tân La và một số những cái khu vườn quốc gia như là Dốc Đôn, Chư Mông Ray hay là Chư Danh Xin vâng à, vâng vân. bên cạnh đó à, nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên còn có à, khí hậu tốt như là Đà Lạt hay là à, ở núi Ngọc Linh à, bên cạnh cái nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên thì vùng cũng có những cái nguồn tự nhiên nguồn tài nguyên du lịch nhân văn à, như là các cái di tích lịch sử à, nhà tù Pleiku à, buôn Ma Thuột hay các lễ hội văn hóa dân gian như là lễ hội đu voi, lễ hội đâm trâu hay là văn hóa cồng chiên và các cái sản phẩm thủ công của các dân tộc à, sau đây là một số à, những cái à, hình ảnh về các cái nguồn du lịch à, tự nhiên của vùng tây nguyên à, đó chính là những cái thác nước như khi nãy cô nói là thác đa tên la hay là thác ren vân à, vân À, hồ à, đây là hình ảnh về biển hồ à, đây là hồ xuân hương à, núi à, lam giang ở đà lạt tiếp theo đây chúng ta sẽ xem một số những cái hình ảnh khác cũng về à, tự nhiên và về à, nhân văn này về tự nhiên thì có thác bông cua à, hay là biển hồ hồi nãy cô có, có cho các em xem một cái hình ảnh về biển hồ à, hồ này còn có một cái tên gọi nữa đó là hồ à, tơ Nưng đây là những cái hình ảnh về hội đua voi và lễ hội đâm trâu ở tây nguyên tiếp theo đây là một số những cái hình ảnh về đà lạt công viên hoa đà lạt thác ta tên la ở đà lạt hay là làng cà phê trung nguyên ở đà lạt như vậy đây là phần ghi bài của các em ở cái hoạt động kinh tế thứ ba đó là hoạt động dịch vụ Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp một cái nội dung kế tiếp nữa đó là các trung tâm kinh tế của vùng. Sau đây chúng ta sẽ quan sát một cái lược đồ. Dựa vào lược đồ này hãy xác định các cái trung tâm kinh tế của vùng và chỉ rõ chức năng của từng trung tâm một. Đầu tiên chúng ta xác định trung tâm thứ nhất đó là thành phố Buôn Ma Thuột. Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm công nghiệp À, đào tạo và nghiên cứu khoa học của vùng. Cái à, đến à, đó là cái trung tâm thứ hai à, là thành phố Đà Lạt. À, đây là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng à, và à, sản xuất rau quả ôn đới. Và cái trung tâm kinh tế thứ ba đó là thành phố Pleiku, à, thành phố cô có cái ngành công nghiệp chế biến nông sản lâm sản cũng như là cũng là cái trung tâm thương mại và du lịch của vùng. Tiếp theo trên cái lược đồ chúng ta sẽ xác định những cái tuyến đường giao thông, những cái tuyến đường giao thông nối từ các cái thành phố lớn. À, trong vùng à, đến những cái vùng lân cận à, Đến cái vùng lân cận à, Chúng ta thêm, xem trong cái à, lược đồ nè à, Thì chúng ta thấy ở à, vùng Tây Nguyên à, Có rất nhiều những cái đường à, quốc lộ à, Nhưng mà những cái đường quốc lộ tiêu biểu của vùng à, Chúng ta thấy nè là đường quốc lộ số 19 nè à, Nối giữa cái thành phố Pleiku của Gia Lai với lại thành phố Quy Nhơn của vùng duyên hải Nam Trung Bộ nè. Rồi đến cái đường quốc lộ số 26, đường quốc lộ số 26 nối từ thành phố Buôn Ma Thuột à đến thành phố Nha Trang. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi trong vùng còn có những cái tuyến đường như là tuyến đường 14 và đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh nè. à và tuyến đường 14 này à, nối liền à, các cái thành phố lớn à, trong vùng tây nguyên với lại à, thành phố hồ chí minh à, đến đà lạt và thành phố hồ chí minh đó là các cái tuyến đường giao thông quan trọng à, của à, vùng à, tây nguyên như vậy là vừa qua chúng ta đã à, tìm hiểu qua về à, những cái hoạt động kinh tế cũng như là các cái trung tâm kinh tế của vùng. À, tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một số những cái hình ảnh về à, các cái trung tâm kinh tế tiêu biểu của vùng à, đó là thành phố Đà Lạt, thành phố Buôn Ma Thuột và thành phố Pleiku. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua hai cái hoạt động à ba cái hoạt động kinh tế của vùng đó là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ cũng như là các cái trung tâm kinh tế của vùng để củng cố lại cái phần kiến thức của bài học chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số những cái câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Câu hỏi thứ nhất là hai ngành công nghiệp quan trọng hiện nay ở tây nguyên là câu a khai thác khoáng sản và thủy điện, câu b chế biến nông sản, lâm sản và thủy điện, câu c chế biến nông sản lâm sản và luyện kim và câu d d là công nghiệp năng lượng và sản xuất hàng tiêu dùng ở trong bốn đáp án này thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất em chúng ta sẽ chọn đáp án b là đáp án đúng nhất chế biến nông sản lâm sản và thủy điện câu hỏi thứ hai vùng tây nguyên có những cái nhà máy thủy điện nào câu a sông hinh và gia ly Câu B, Trị An và Braylin. Câu C là Gia Ly và Vĩnh Sơn. Câu D là Gia Ly và Braylin. À, khi nãy chúng ta có xác định các cái nhà máy thủy điện trên sông sê à, Trong đó có nhà máy Gia Ly và à, nhà máy sê trên trên sông sê Còn sông Rê-bóc thì có nhà máy à, Braylin à, và nhà máy Buôn Khúc. À, như vậy, hạ cái nhà máy tiêu biểu ở cái vùng Tây Nguyên đó là Gia Ly và Breilin. Chúng ta chọn đáp án D là đáp án đúng nhất. Câu hỏi thứ ba Câu hỏi thứ ba chè được trồng nhiều ở tỉnh nào của Tây Nguyên? Câu A, Gia Lai, câu B, Công Tâm, câu C, Đắk Lắc và câu D là Lâm Đồng. Ở trong bốn tỉnh, chúng ta sẽ chọn cái tỉnh nào là tỉnh trồng nhiều chè nhất ở Tây Nguyên đó chính là Lâm Đồng ở Lâm Đồng khi chúng ta lên Đà Lạt có cái đồi chè cầu đất đó đó chính là cái vùng trồng chuyên canh về cây chè của tỉnh Lâm Đồng Câu hỏi kế tiếp là những cái cây trồng quan trọng nhất của vùng Tây Nguyên câu A cà phê cao su chè câu B cà phê dừa chè câu C cà phê cao su thuốc lá, và câu D là cà phê, bông và chè. Trong bốn đáp án, chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất các em? Đó chính là đáp án đáp án A, cà phê, cao su và chè. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua về các cái hoạt động kinh tế cũng như là các cái trung tâm kinh tế và ở bài 28 chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về vị trí địa lý cũng như là về điều kiện tự nhiên thiên nhiên của vùng Tây Nguyên. Như vậy là bài học hôm nay đến đây là hết các em ở nhà, các em tiếp tục ôn tập cho cô ở cái bài 23, 24 là vùng bắc trung bộ, bài 25, 26 là vùng duyên hải nam trung bộ để chúng ta chuẩn bị thi học kỳ À, và cái tiết học kế tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến hành cái bài thực hành, bài 30 là bài thực hành, các em chuẩn bị bài 30 trước nhé. trong bài 30 có hai bài tập, mỗi bài tập có một, hai câu hỏi về lý thuyết so sánh giữa cái diện tích và sản lượng các cái loại cây công nghiệp của vùng Tây Nguyên cũng như là vùng Viên hạt vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, vùng Trung Dung miền núi Bắc Bộ chúng ta sẽ so sánh về diện tích và sản lượng của các loại cây trồng này. Bài học hôm nay đến đây tạm dừng. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.